Trước khi bước vào buổi lễ tổng kết năm học 2022-2023, con xin kính mời cha xứ, quý dì cùng quý chức cùng toàn thể cộng đoàn đứng xin Chúa Thánh Thần thánh hóa buổi lễ tổng kết của chúng con ngày hôm nay. Xin mời cộng đoàn. Con xin mời ông Vinh Sơn, Đào Quang Hùng, giáo họ cùng thượng ạ. Mời các bạn thiếu nhi hướng tâm lên. Nhân sinh cha vào con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thương yêu hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho về dự cho ngày tổng kết năm học 2022-2023, chúng con có hân hoan chào đón sự hiện diện của cha xứ Giuse Hà Đã Hoái. Và đại diện quý ban hành giáo xứ và các giáo họ đó là ông Giuse Phạm Văn Vinh, giáo xứ Đồng Quan. Ông Giuse Nguyễn Văn Thiện, giáo họ Bình Danh. Ông Giuse ông Paulo Lương Văn Chế, giáo họ Kinh Huế. Ông Vinh Sơn Đào Quang Đức, giáo họ Việt Hưng. Ông Vinh Sơn Đào Quang Hùng, giáo họ Phùng Thượng. Cùng với đó là quý vị quý ban quản lý và các anh chị giáo lý viên và quý phụ huynh của các em, và một thành phần quan trọng không thể thiếu đó là sự hiện diện của tất cả các em giới trẻ và thiếu nhi. Kính thưa cha xứ, quý ban hội đồng phụ giáo xứ, giáo họ, quý dì, quý ban giáo lý, các anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh và cùng toàn thể cộng đoàn, nhìn lại một năm qua, các em thật hạnh phúc khi được sống trong bầu không khí thân yêu dưới sự nâng đỡ qua con tim rộng mở đầy hữu ái của cha xứ, dưới sự dạy dỗ bảo ban tận tình đầy yêu thương của quý dì, quý anh chị giáo lý viên, với tấm lòng tận tình hy sinh của các phụ huynh, dưới sự quan tâm, động viên của quý ân nhân, tất cả chỉ vì lo lắng cho hành trang tương lai của các em. Trước những công ơn trời biển đó, hôm nay các em được cha xứ quan tâm cho phép tổ chức lễ tổng kết năm học giáo lý 2022-2023. Một năm học trôi qua, mỗi em, ai nấy đều cảm thấy được mình lớn lên trong ân nghĩa của Chúa, được lớn lên trong sự hiểu biết, được trở thành trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến, trong nhân cách và được mạnh khỏe hơn về phần xác, thăng tiến hơn về phần hồn. Song song với sự trưởng thành về nhân cách và đời sống đức tin, kết quả đó còn được thể hiện qua thành tích học tập của các em. Giờ đây, con xin giới thiệu anh Giuse Nguyễn Hải Tiền, trưởng ban nghiên huấn giáo lý, lên trình bày sơ lược về năm học qua. Xin trân trọng kính mời. Lục trọng kinh cha xứ, kính thưa với quý ban hội đồng phụ giáo xứ, quý ban hành giáo, quý ông bà con, quý cô. Vâng, trọng kính cha xứ, kính thưa quý dì, quý ban hội đồng phụ giáo xứ,
quý ông bà quản, quý phụ huynh, quý chị em giáo lý viên và các em thiếu nhi thân mến. Hôm nay quý phụ huynh và tất cả các em thiếu nhi quy tụ tại ngôi thánh đường thân yêu này trước sự chứng kiến của cha Giuse Hà Đăng Oánh, quý dì cùng tất cả quý vị để tạ ơn Chúa. Chúng ta vừa hoàn thành năm học giáo lý 2022-2023. Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho giáo xứ Đồng Quang chúng con trong suốt năm qua, đặc biệt cho các em thiếu nhi. Giờ đây con xin thay lời cho ban giáo lý của giáo xứ xin trình bày sơ lược về năm học vừa qua và nói lên một số nhận xét về hai phương diện ưu điểm và khuyết điểm trong năm học vừa qua. Sơ lược, năm học vừa qua thật là một năm đầy cố gắng. Tổng số em thiếu nhi giáo xứ Đồng Quang trên danh sách mà chúng con nhận được là 180 em trong độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi. Nhưng trong số đó chỉ có các em đang theo học các lớp giáo lý, số còn lại không tham gia học nữa. Sau khi đã xưng tội lần đầu và lãnh nhận các bí tích thêm sức hoặc bỏ học giữa trường, tất cả giáo xứ chúng ta có 10 lớp giáo lý được chia làm 3 khối tính theo từng cấp độ tuổi. Ngày ấu đến bản tiệc thánh có 79 em chia thành 4 lớp. Giáo xứ Đồng Quang gồm 36 em chia làm 2 lớp đến bản tiệc thánh 1. Đến bản tiệc thánh năm 1 gồm 14 em. Đến bản tiệc thánh năm 2 gồm 22 em. Giáo họ Kính Danh 1 lớp đến bản tiệc thánh năm 2 gồm 28 em. Giáo họ Kinh Nhuế Việt Hưng 1 lớp đến bản tiệc thánh năm 1 gồm 15 em. Ngành thiếu lớn lên trong Chúa Thánh Thần có 52 em chia thành 3 lớp. Giáo xứ Đồng Quang 1 lớp gồm 25 em. Giáo họ Kính Danh 1 lớp gồm 16 em. Giáo họ Kinh Nhuế Việt Hưng 1 lớp 11 em. Ngành nghĩa sĩ khối sông đạo có 49 em chia thành 3 lớp. Giáo xứ Đồng Quang 1 lớp gồm 26 em. Giáo họ Kính Danh 1 lớp gồm 19 em. Giáo họ Kinh Nhuế Việt Thương 1 lớp 4 em. Trong năm học vừa qua, tổng số các em đã bỏ học ở các khối khối thánh thể, số các em đã bỏ thi học kỳ 1, họ nhà xứ Đồng Quang 9 em, Kính Danh 1 em, Kinh Nhuế 1 em đến học kỳ 1. Học kỳ 2 là giáo xứ Đồng Quang 7 em, Kính Danh 2 em. Khối Thánh Linh, số các em đã bỏ thi học kỳ 1, giáo xứ Đồng Quang là 2 em, Kinh Nhuế 1. Học kỳ 2 là giáo xứ Đồng Quang 7 em. Khối Sống Đạo, số các em lớp đã bỏ thi học kỳ 1, giáo xứ Đồng Quang là 3 em. Học kỳ 2 giáo xứ Đồng Quang 1, Kinh Nhuế 2 em. Về phần nhận xét và đánh giá, ý thức được tầm quan trọng trong việc giáo dục đức tin và luân lý cho thế hệ trẻ, cha xứ đã lưu tâm trước tiên đến việc đào tạo giáo lý viên. Ngài còn dành thời gian củng cố, bồi dưỡng kiến thức và động viên khích lệ tinh thần cho các em, hầu có được một vốn kiến thức vững chắc, một tinh thần hăng say nhiệt thành để dạy dỗ các em. Trong các thánh lễ dành cho thiếu nhi, cha đã luôn chú trọng việc giáo dục đức tin và nhân bản để các em trở nên những con người hữu ích cho giáo hội và xã hội sau này. Cùng với cha xứ, quý dì, quý ông trong ban hành giáo, ban nghiêm huấn cũng luôn ưu ái cho việc giáo dục các em thiếu nhi đã nỗ lực trong khả năng hạn hẹp mà giáo xứ có thể tạo điều kiện tốt nhất cho việc học hành vui chơi lành mạnh của các em. Đối với các chị em giáo lý viên, số giáo lý viên trong giáo xứ là 18 chị em, nhưng thực tế giáo lý viên đứng lớp dạy các em chỉ còn 12 chị em. Nhìn chung, các anh chị giáo lý viên đã ý thức được sứ vụ của người giáo lý viên là loan báo tin mừng qua việc giảng dạy giáo lý. Các anh chị đã có tinh thần phục vụ và hy sinh với số
vốn liếng ít hỏi cộng với sự nhiệt tình, anh chị đã biết sắp xếp thời gian thay nhau soạn bài và lên lớp đầy đủ đúng giờ. Tuy nhiên vẫn còn một số ít chưa thực sự dấn thân trong việc giảng dạy và chưa làm gương sáng cho các học sinh của mình, chưa cố gắng đồng hành với các em trong việc thực hành đức tin, như chưa tham dự thánh lễ cùng các em thiếu nhi và còn đi muộn về sớm, hoặc cho học sinh nghỉ học không đúng giờ quy định. Về các em học sinh, nhìn chung các em đã cố gắng, mặc dầu chịu nhiều áp lực của việc học tập văn hóa, ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, nhưng các em cũng đang dần ý thức được tầm quan trọng của việc học hỏi lời Chúa và giáo lý là điều cần thiết không thể thiếu để sống đạo và để trở thành người Kitô hữu trưởng thành. Do vậy, hầu hết các em đã biết cố gắng lắng nghe, chăm ngoan đi tham dự thánh lễ và các buổi học giáo lý cách đầy đủ và đúng giờ. Kết quả trong năm học vừa qua được xếp loại như sau. Ngành Ấu đến bàn tiếng Thánh cấp 1 tổng 49 em, tính thang điểm 8 đến 9,5 là 16 em đạt loại giỏi. Tính thang điểm 7-7,5 là 10 em đạt loại khá. Tính thang điểm 5 đến 6,5 là 21 em loại trung bình. Tính thang điểm 1,5 đến 4,5 là 28 em xếp loại yếu. Ngành thiếu lớn lên trong Chúa tinh thần cấp 2 tổng 52 em. Tính thang điểm 8 đến 9 là 8 em đạt loại giỏi. Tính thang điểm từ 7 đến 7,5 là 7 em đạt loại khá. Tính thang điểm 5 đến 6,5 là 19 em đạt loại trung bình. Tính thang điểm 1,5 đến 4,5 là 18 em xếp loại yếu. Ngành nghệ sĩ sống đạo cấp 3 là 49 em. Tính thang điểm từ 8 đến 10 là 4 em đạt loại giỏi. Tính thang điểm từ 7 đến 7,5 là 7 em đạt loại khá. Tính thang điểm từ 5 đến 6,5 là 13 em đạt loại trung bình. Tính thang điểm từ 1,5 đến 4,5 là 6 em xếp loại yếu. Còn 19 em của giáo họ Kính Danh mới thi một học kỳ 2 nên ban giáo lý chúng con chưa tính đến điểm xếp loại được. Một điểm đáng mừng là kỳ thi kết thúc năm học vừa qua, các em tham dự một cách tương đối nghiêm túc, không còn hình thức gian lận quay cóp bài trong thi cử nữa. Dựa vào thang điểm tổng kết cùng với sự nhận xét của quý gì và các giáo lý viên phụ trách, chúng con đã chọn ra được 28 em ngày hôm nay xứng đáng được nhận giấy khen và phần thưởng loại giỏi và xuất sắc trong suốt năm học vừa qua, và 13 em xếp loại khuyến khích. Bên cạnh những em đã biết nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện bản thân, nhưng vẫn còn nhiều em phải cố gắng hơn nữa. Trong việc học giáo lý, một số em còn mải chơi hay nói chuyện riêng, làm mất trật tự trong giờ học. Khi giáo lý viên đang giảng bài, chưa cố gắng thực hiện nội quy của ban giáo lý. Trong việc tham dự thánh lễ, một số em bỏ trốn, không tham dự thánh lễ các ngày thứ năm và Chúa nhật, hoặc không tham dự các giờ sinh hoạt của thiếu nhi. Một số em khác đã đi lễ nhưng không đeo khăn quàng, còn nói chuyện, nô đùa cách bất xứng, thiếu trang nghiêm trong nhà thờ. Tất cả những ưu điểm trong năm học vừa qua chúng ta cần phát huy và làm tốt hơn nữa. Những mặt còn tồn tại về mặt khuyết điểm chúng ta nên cố gắng sửa đổi để năm học tới được tốt hơn. Một lần nữa, con xin thay lời cho toàn thể anh chị em giáo lý viên và các em học sinh trong các lớp giáo lý của giáo xứ Đồng Quang. Con xin chân thành cảm ơn cha xứ, quý dì, quý ban hành giáo, quý anh chị em giáo lý viên cùng sự hiện diện của cộng đoàn trong buổi tổng kết năm học giáo lý hôm nay. Kính tin cha xứ cùng quý vị tiếp tục nâng đỡ cầu nguyện cho chúng con nhiều hơn nữa. Con xin lòng cảm tạ. Xin cảm ơn lời nhận xét của anh trưởng sứ đoàn. Kính thưa cộng đoàn, cha xứ là người mục tử,
người cha chung của giáo xứ, và trong việc giáo dục con người toàn diện, nhất là giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi trong giáo xứ, đó chính là thao thức đầu tiên của Ngài. Vậy giờ đây chúng con rất mong muốn được lắng nghe những lời chỉ dạy của cha. Con xin trân trọng kính mời cha. Trọng kính quý gì, quý chức, quý cố, quý cụ ông bà cùng toàn thể cộng đoàn, cách riêng là các bạn thiếu nhi, giới trẻ trong giáo xứ. Khi ngồi trên này thì con nghĩ đến câu của Thánh Geronimo, Ngài nói: không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Hay là cổ nhân đã từng nói, con cũng nói rất là nhiều lần trong các thánh lễ: vô tri thì bất mộ, không biết thì không yêu mến. Mà căn tính của người Kitô hữu thì phải biết Thiên Chúa. Và chúng ta phải biết Thiên Chúa là chủ thể của muôn loài. Mà giáo lý thì lại truyền tải nội dung chính yếu của Thánh Kinh. Thế thì bây giờ chúng ta là người Kitô hữu mà chúng ta không biết Thánh Kinh, mà không biết nó Thánh Kinh mà lại không học giáo lý thì hỏng rồi. Hôm nay là con ngồi trên này thì sau khi nghe bản tổng kết của anh đại diện, con cũng có cái phần rất là mừng. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có cái phần lo lắng, ưu tư. Và cái phần mừng ấy là con thấy, con để ý thì đa số các em mà nó học giáo lý tốt thì nó cũng học văn hóa rất giỏi. Và ngược lại thì cộng đoàn biết. Và như thế thì cái việc học này không thể đổ lỗi cho việc là phải đi nhà thờ, phải đi lễ hoặc là phải học giáo lý. Không đổ lỗi cho như vậy. Và cái niềm vui nữa là con thấy khi mà các bậc phụ huynh theo lời kêu gọi của con, thì hôm nay là con thấy là một số các bậc phụ huynh đến cũng khá là khiêm tốn. Thì mặc dù là chưa đủ, nhưng mà con nghĩ rằng là chắc chắn là các bậc phụ huynh hôm nay có mặt ở đây thì đều là những người có trách nhiệm, đều là những người mà mong muốn cho con cái mình nó trở thành những người tốt. Và con còn liên tưởng đến một cái tác phẩm văn học mà chắc chắn ở đây cộng đoàn chúng ta cũng đều biết, là nhân vật Chí Phèo. Sau khi kết thúc cái tác phẩm đó thì Chí Phèo nói rằng là: ai là người cho tôi nhân cách? Thế thì đứng trước cộng đoàn và đặc biệt là các bạn ở đây thì con cũng muốn nói lên một cái lời đấy, là để mai mốt các bậc phụ huynh đừng có để cho con em nó mình nó trách: ai là cái người giúp để cho tôi có cái nhân cách đây? Ai là người cho tôi có nhân cách đây? Thế thì chính các bậc phụ huynh, môi trường gia đình là phải là cái môi trường giáo dục đầu tiên, và các bậc phụ huynh phải là các giáo lý viên đầu tiên để giúp cho con cái mình nó có hành trang, nó vào đời. Cho nên là cộng đoàn đều biết rằng là không biết là bây giờ thì ở ngoài trường, ngoài xã hội nó có, người ta có dạy nhân bản không? Có dạy nhân bản không các bạn? Có dạy không? Có giờ cấp 1, cấp 2 có học cái gì gọi là đạo đức không? Có cái môn đạo đức không? À có. Thế thì có một may, có một may mắn chán là người ta vẫn còn quan tâm đến vấn đề đạo đức. Chứ bây giờ nếu mà không quan tâm đến vấn đề đạo đức là hỏng hết. Thế thì hôm nay là cái buổi tổng kết năm học giáo lý, thì con cũng muốn nói một vài cái điều đấy để cùng với tất cả chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Các em học tốt thì chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã soi sáng hướng dẫn để cho các em nó có cái tinh thần nó học tập. Còn các em mà học mà nó chưa tốt, hay còn nói là học nó quá yếu, thì cái lỗi này cũng không thể đổ lỗi cho ai được. Mà cái lỗi này là cái lỗi chung của tất cả những người có trách nhiệm. Thì con nói là cái lỗi này là cái lỗi chung của những người có trách nhiệm. Con cũng không có đổ lỗi cho các bậc phụ huynh trong gia đình, cũng không có đổ lỗi cho ban giáo lý, cũng không đổ lỗi cho các em. Nhưng mà có khi là lỗi ở con, lỗi ở tại con. Là bởi vì được bề trên giáo phận
tin tưởng, trao phó, ủy thác để về đây cùng với cộng đoàn giữ đời sống đức tin, mà chưa có làm cho con em ở trong cộng đoàn của chúng ta nó ý thức được cái vấn đề học hiểu lời Chúa, thì con là cái người có trách nhiệm, và cái lỗi là cái lỗi ở con, là cái lỗi trước tiên. Thế thì con cũng xin cộng đoàn là xin thứ lỗi cho con. Và con lại nhắc lại một lần nữa, lần trước con đã nhắc rồi, con đã nhận được cái tin nhắn này nói rằng là cha phải quan tâm tới con em chúng con hơn nữa. Thế thì con đã hết sức rồi, mà con cũng nói rằng là bây giờ một mình con quan tâm thì không đủ. Bây giờ cứ nhìn vào các bậc phụ huynh mà xem, là con đã nhắc trước đấy rồi, là hôm nay là bậc phụ huynh nào mà quan tâm tới con cái mình ý, là nó thể hiện ở cái buổi tổng kết ngày hôm nay. Thế đây không phải là một cái mà để biểu dương, cũng không phải là một cái buổi để mà đổ lỗi cho nhau, nhưng mà đây là một cái buổi để tổng kết cái gì được, cái gì chưa được. Cái được thì chúng ta tiếp tục phát huy, còn những cái gì mà chưa được thì con xin các bậc phụ huynh cố gắng để nhắc nhở con em mình hơn nữa. Để con nhắc lại một lần nữa, Thánh Giê-rô-ni-mô ngài nói không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô, mà người Kitô hữu được lãnh nhận đức tin mà lại không biết Kinh Thánh thì gọi là chả biết, con không còn thể dùng cái từ ngữ nào mà để diễn tả được. Và con cũng muốn nói với cộng đoàn là muốn cho con cái của mình nó trở thành người tốt thì phải giáo dục nó ngay từ bây giờ. Tại sao con có mặt ngày hôm nay và tại sao con lại được đứng ở trước cộng đoàn ngày hôm nay, thì trở về trước 20 năm về trước thì con cũng như các bạn này thôi, cũng đi học giáo lý chứ, cũng ngồi ở dưới này. Mà con ấy thì không phải khoe, nhưng ngày xưa con học giáo lý thi lần nào cũng đạt giải hết. Rồi con được, còn được trong giáo hạt Đông Hưng cái thời đấy, con còn được chọn. Sau khi thi trong giáo hạt thời đấy là thời Đức Cha Cố Phanxicô, sau khi các hạt các giáo xứ thi ở giáo xứ, xong là thi ở giáo hạt, xong rồi giáo hạt lại chọn ra một vài em để lên địa phận để thi. Thế năm đấy con còn bẹt cái tí là con cũng được chọn, con đi thi ấy. Nhưng mà không biết là bây giờ như nào, chứ ngày xưa nó hãnh diện lắm, cậu bà ngày xưa hãnh diện lắm. Thế là con mới nói rằng là bởi vì con có mặt ở nơi đây lúc này, là ngay từ bé là con cũng đang được hấp thụ một cái nền giáo dục về đức tin rồi. Chứ nếu như mà ngay bé mà con cũng đi học giáo lý thì bây giờ con làm gì được đứng ở trên này, là bởi vì con có biết cái gì đâu đấy. Nhưng mà con nói ý như vậy là để cho các bậc phụ huynh này, cùng với chúng con là những người có trách nhiệm, các thầy các dì, quý ban hành giáo ở các cộng đoàn, rồi cách sát sao nhất là vẫn là ban giáo lý của giáo xứ, để cùng cộng đam với chúng con, để rồi những cái gì mà năm vừa qua nó đã qua rồi thì chúng ta cho nó qua, để chúng ta hướng đến một cái năm học mới, để làm sao với một cái tinh thần mới. Và năm nay thì giáo phận là có một cái chương trình chung cho cả giáo phận. Và vì thế một lần nữa là con nhắc là các em ở trong cái lớp thêm sức này hôm nay, thứ sáu tuần này, các em được lãnh nhận bí tích thêm sức, không có nghĩa là các em đã mạnh sức rồi, và cũng càng không có nghĩa là sau khi lãnh nhận bí tích thêm sức là các em đã hoàn thành chương trình giáo lý và như vậy là bỏ học giáo lý nha. Các em này sẽ tiếp tục học giáo lý sống đạo. Và khi các em có bằng giáo lý sống đạo rồi ấy, thì mới được học giáo lý hôn nhân. Đấy là chương trình chung của giáo phận. Ngày mai, ngày mốt nữa, từ ngày 21 đến ngày 23, tại tòa giáo mục có một cái cuộc đại hội giáo lý viên toàn quốc. Toàn quốc sẽ tập trung tại tòa giáo mục giáo phận của chúng ta bắt đầu từ ngày mai. Thì con thì cũng là một trong những trong thành viên của trong ban giáo lý của giáo hạt. Ngày mai là con cũng có chương trình trong danh sách. Tuy nhiên thì con đang lo lắng là làm sổ sách giấy tờ thêm sức cho các em, cho nên là con xin phép mà con không có đi được, mà con phải nhờ cha xứ Đồng Vân ngài đi hộ con, thì con ở nhà để con lo hoàn tất
mấy ngày nay con đang làm sổ sách giấy tờ cho các em để chuẩn bị lãnh cái tiết tiến sức. Con nói như thế không phải là khoe, nhưng mà để con muốn nói là cái vấn đề học giáo lý ấy, không phải là của giáo xứ chúng ta, cũng không phải là của giáo phận Thái Bình, nhưng mà là của toàn giáo hội Việt Nam. Các đấng luôn là quan tâm tới vấn đề học giáo lý, trao dồi cái đời sống đức tin rất là quan trọng. Vì thế hôm nay, bởi vì là thời gian cũng không có nhiều, cho nên là một lần nữa con cảm ơn quý dì, quý ban hành giáo, quý các thầy cô giáo trong ban giáo lý viên, rồi đặc biệt là các bậc phụ huynh. Chúng ta tiếp tục để cầu nguyện cho con em của chúng ta, bởi vì đây là những thành phần trong cộng đoàn giáo xứ. Giáo xứ có phát triển hay không là do các em, tương lai của giáo xứ chúng ta có như thế nào là do các em. Nhưng mà các bậc gia đình, nhất là bố mẹ, cũng phải cố gắng. Đừng có nghĩ rằng là cứ cho lấy học văn hóa thế là yên tâm. Không yên tâm được đâu. Thầy cộng đoàn con đã có kinh nghiệm, không yên tâm được đâu, mà phải cho nó học giáo lý. Bởi vì khi mà nó học giáo lý rồi, nó trưởng thành rồi, nó ý thức được rồi, thì tự nhiên là các môn học văn hóa nó cũng sẽ tự nó sẽ học. Còn nếu mà ngược lại thì các bậc phụ huynh cứ để ý mà xem, cho đi học hết chỗ này chỗ kia, rốt cuộc thì giáo lý cũng chẳng biết, văn hóa thì cũng rớt như thường, thì đấy là nguy hiểm. Mà con hãy nhắc lại một lần nữa lời của Đức Cha Nguyên Giám Mục Giáo Phận Đức Cha Phêrô. Đức Cha nói rằng là đức tin và văn hóa đó là hai cái cánh của một con chim, nếu mà thiếu một trong hai thì là hỏng. Và như thế là để cho chúng ta, để cho nó cân bằng, thì chúng ta cũng phải quan tâm tới việc học giáo lý, rồi quan tâm tới việc học văn hóa. Ước gì những lời mà con vừa mới chia sẻ cùng với cộng đoàn ở đây thì là một cái gì đấy để giúp cho chính con, cũng như giúp cho các bậc phụ huynh, cách riêng là giúp cho các em. Hôm nay thì đã kết thúc năm học, nhưng mà chuẩn bị một vài tháng tới chúng ta lại tiếp tục cái chương trình của chúng ta với một cái khí thế mới, với một ơn của Chúa Thánh Thần mới. Ước mong là Chúa Thánh Thần luôn biến đổi, hướng dẫn tất cả các bạn, để các bạn biết tìm hiểu lời Chúa qua việc học hỏi giáo lý. Đấy chính là hành trang giúp chúng ta giữ vững cái đời sống đức tin, để khi mai mốt là chúng ta mà được diễm phúc, chúng ta gặp Thánh Geronimo, thì Ngài cũng không có quả trách chúng ta được cái điều gì. Không có thì Ngài sẽ nói là tại sao tôi nói rằng là không biết Kinh Thánh và không biết Chúa Kitô rồi, mà các bạn lại cố tình, các bạn lại không tìm hiểu, thì lúc bây giờ là thật là đáng trách, thật là đáng buồn. Con xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin khắc phục kiên tâm và chân thành cảm ơn những lời nhắn nhủ của cha. Chúng con xin hứa năm học mới sẽ nỗ lực học tập, sống chăm ngoan, chịu khó tham dự thánh lễ để xứng đáng là em của Chúa Giêsu. Tiếp đó, hội đồng mục vụ giáo xứ giáo họ luôn quan tâm đến việc học giáo lý của các em, luôn muốn các em mỗi ngày một ngoan ngoãn hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Sau đây con xin trân trọng giới thiệu ông Trùng Du Xe Phạm Văn Vinh, Chánh xứ Đồng Quang, đại diện cho hội đồng mục vụ giáo xứ các giáo họ, nên có đôi lời nhắn nhủ tới các anh chị giáo lý viên với các em giới trẻ và thiếu nhi. Xin trân trọng kính mời ông. Chào kính cha xứ, kính thưa quý sơ, kính thưa quý cố, quý cụ, quý ông bà, các bậc cha mẹ phụ huynh cùng toàn thể các con giáo thiếu nhi thân mến. Vậy là đã trải qua một năm học đã được khép lại. Trong suốt nhìn lại trong suốt một thời gian học của các con thì ông cũng thấy được sự nói lên của anh trưởng là các con cũng đã có một phần tiến bộ rất nhiều, đã hy sinh để có được thành quả tốt đẹp. Nhưng trái lại thì vẫn còn rất nhiều các em chưa quan tâm và chưa lưu ý đến những cái việc học hành của các em. Vậy để tiếp sang năm học mới, ông hy vọng rằng các con đã tiến bộ rồi thì các con sẽ cố gắng hơn nữa
còn các con mà chưa có cố gắng thì hy vọng các con cũng có sự cố gắng hơn, để rồi cũng là một ngày tổng kết này sang năm thì cái thành quả của các con sẽ khởi sắc hơn rất nhiều và sẽ được nhiều cái sự tốt đẹp. Vậy để đáp lại cái sự quan tâm của cha xứ và đáp lại những sự hy sinh của quý sơ cũng như của các anh chị giáo lý viên đã dành thời gian để dạy dỗ cho các con, thì ông hy vọng các con sẽ phải cố gắng hơn nữa, nhiều hơn nữa để sẽ trở thành một người con ngoan của giáo xứ và những người con có nhiều cái sự giáo lý bền vững ở trong các con, để các con sống đời sống của các con được một ngày một tốt hơn nữa. Ông xin kính chúc các con hãy cố gắng hy sinh và sẽ phấn đấu để đạt được những kết quả mà các con đã mong muốn. Ông xin cảm ơn các con. Chúng con xin cảm ơn ông Chủ Tránh đã có những lời chỉ bảo và khuyến khích các em giới trẻ và thiếu nhi. Mong sao với sự lo lắng quan tâm của hội đồng mục vụ, các em thiếu nhi trong giáo xứ cũng biết cố gắng hết mình để mỗi ngày một chăm ngoan hơn, nhất là trong đời sống đức tin. Vâng, và đây là thành phần rất quan trọng đối với các em, đó là các bậc phụ huynh. Chúng con xin kính mời vị đại diện cho các phụ huynh học sinh nên có đôi lời phát biểu. Chúng con xin trân trọng kính mời. Trọng kính cha xứ, kính thương quý sĩ, quý ban hành giáo, giáo xứ và các giáo họ, kính bạn, quý ban giáo lý, quý phụ huynh, các em học sinh, các anh chị giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn. Trong ngày tổng kết năm học 2022-2023 hôm nay, con rất hân hạnh được đại diện cho tất cả quý phụ huynh của các em học sinh. Xin chân thành cảm ơn cha xứ, quý dì và quý ban giáo lý đã vì Chúa, vì tương lai của giáo hội, đã không quản ngại khó khăn, vất vả và yêu thương, dạy dỗ con em chúng con được lớn lên trong đời sống đức tin và đời sống nhân bản. Khi nhìn lại kết quả học tập trong năm qua của các em, chúng con cũng nhận ra nhiều thiếu sót. Nơi các gia đình chưa quan tâm đến việc học giáo lý và rục rã con em đi lễ, đi nhà thờ và cũng chưa nhiệt tình cộng tác với các anh chị giáo lý viên. Để biết con em mình có đi học đều hay không và việc lực học của con mình như thế nào, chúng con xin hứa trong năm tới, chúng con sẽ tích cực hưởng ứng và tạo mọi điều kiện để giúp con em của chúng con đi tham dự thánh lễ, học giáo lý đầy đủ và thực hiện mọi quy tắc của đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ. Cách đặc biệt, chúng con cũng sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn do những thiếu sót của phụ huynh chúng con trong năm cũ. Trong năm mới này, chúng con xin quý cha, quý dì và quý ban giáo lý, quý anh chị em giáo lý viên tiếp tục hướng dẫn và giáo dục đức tin để con em của chúng con ngày một trở nên người Kitô hữu tốt, người con ngoan của giáo hội. Chúng con hy vọng trong năm tới, đời sống đức tin và hạnh kiểm của các cháu sẽ tốt hơn, đạt kết quả học tập cao hơn. Nguyện xin ban cho cha xứ, quý sĩ, quý giáo lý, sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn quý phụ huynh đã dành những lời động viên, khích lệ hưởng ứng cộng tác với cha xứ và mọi người để cho con em mình mỗi ngày một thăng tiến. Đây là lời lẽ thật tuyệt vời và những người cộng tác rất đắc lực trong việc giảng dạy giáo lý cho các em. Đó là các anh chị giáo lý viên. Đây chính là phần làm công cuộc giảng dạy được đạt kết quả cao.
góp phần làm cho đời sống đức tin của các em ngày càng thăng tiến, cũng như việc sống đức tin của giáo xứ được thăng triển mãi mãi. Giờ đây, con xin kính mời mục chỉ đại diện cho giáo lý viên lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Trọng kính cha xứ, kính thưa quý vị cùng toàn thể quý vị, trong niềm vui hôm nay, chúng con cùng toàn thể cộng đoàn đã nhìn lại những thành tích đã đạt được và những khuyết điểm yếu kém của năm học 2022-2023 vừa qua. Chúng con nhận thấy rằng việc học hỏi giáo lý của các em thiếu nhi trong giáo xứ chưa được các bậc phụ huynh quan tâm, thậm chí còn có những gia đình coi nhẹ, không lưu tâm đến việc học giáo lý của con em mình, chỉ biết trao trách nhiệm dạy cho ban giáo lý. Bên cạnh đó, trong ban giáo lý còn có một số chị em giáo lý viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm đứng lớp, vì thế mà chưa thu hút được các em thiếu nhi qua mỗi giờ học giáo lý. Cũng như trong năm học mới vừa qua, có nhiều em thiếu nhi ý thức chưa tốt, rất lười học, thành tích học tập chưa cao, thậm chí là bỏ học giáo lý. Đặc biệt về phần thủ bản và phần trí hiểu, các em học còn rất yếu, trong các kỳ thi hầu như đều không làm được hai phần này. Trước những thành tích đã đạt được và những khuyết điểm còn tồn tại trong năm qua, ban giáo lý chúng con xin đề ra phương hướng phát triển cho năm học 2023-2024 như sau. Trước hết, về phần ban trợ huấn, chúng con sẽ củng cố lại đường lối lãnh đạo sao cho có hiệu quả và liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Về các anh chị giáo lý viên, các anh chị em sẽ cố gắng trau dồi thêm kỹ năng sư phạm giáo lý và kỹ năng sinh hoạt để giờ học giáo lý được sinh động và thu hút các em thiếu nhi hơn. Bên cạnh đó, các anh chị giáo lý viên cũng sẽ cố gắng thay đổi phương thức dạy giáo lý cho các em để đạt được kết quả cao hơn trong việc học giáo lý. Thứ đến, trong năm học mới này, chúng con sẽ đưa phương pháp hàng đội chào cờ và dạy các em thiếu nhi trước khi vào học giáo lý. Ban giáo lý sẽ cố gắng cộng tác nhiều hơn với gia đình các em thiếu nhi, mong các gia đình lưu tâm việc học giáo lý của con em mình nhiều hơn nữa. Với những mục tiêu đã đề ra để đạt được thành công tốt đẹp, ban giáo lý chúng con rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cha xứ. Quý dì, quý ban hành ngành cùng toàn thể cộng đoàn, đặc biệt các bậc phụ huynh. Vì vậy, chúng con kính xin cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện và lòng quảng đại để giúp ban giáo lý chúng con ngày càng trưởng thành và vững bước hơn trên con đường giảng dạy giáo lý. Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cha xứ, quý dì, quý ban ngành trong giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn. Chắc chắn trong năm qua chúng con còn nhiều thiếu sót, kính xin cha xứ, quý dì, hội đồng giáo xứ, quý ân nhân, quý phụ huynh và cộng đoàn rộng tình tha thứ và góp ý để chúng con ngày càng chu toàn bổn phận trách nhiệm của mình cách tốt hơn. Một lần nữa, chúng con xin kính chúc cha xứ, quý dì, quý ban hành giáo, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn luôn được Thiên Chúa đổ tràn hồng ân xuống trên quý vị để giáo xứ ngày càng thăng tiến trong tình yêu thương hiệp nhất với Ngài. Chúng con đồng cảm tạ. Xin cảm ơn những ý kiến và
và những đóng góp của chị để năm học 2023-2024 của chúng ta có những phương thức đổi mới hơn. Kính thưa cộng đoàn, năm học 2022-2023 vừa qua, các em giới trẻ và các thiếu nhi đã không ngừng cố gắng, nỗ lực học hỏi giáo lý và cũng đạt nhiều thành tích trong học tập. Sau đây, con xin trân trọng kính mời cha xứ Giuse Hà Đăng Oánh lên trao chứng chỉ thêm sức cho các em đạt kết quả trong học tập. Mời 64 em lớp thêm sức tiến lên để nhận chứng chỉ của mình. Em Minh Sơn Nguyễn Văn Tuệ, giáo xứ Đồng Quan. Em Đa Minh Trần Đình Khoa, giáo xứ Đồng Quan. Em Giuse Trần Tuấn Hùng, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Trần Đặng Khánh Ly, giáo xứ Đồng Quan. Em Giuse Nguyễn Bảo Tuấn Linh, giáo xứ Đồng Quan. Em Vinh Sơn Phạm Nhật Anh, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Vũ Huyền Trang, giáo xứ Đồng Quan. Em Vinh Sơn Phạm Huỳnh Thanh, giáo xứ Đồng Quan. Em Giuse Nguyễn Đức Cảnh, giáo xứ Đồng Quan. Em Đăng Minh Trần Quang Khải, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Trần Mai Anh, giáo xứ Đồng Quan. Em Đăng Minh Trần Quốc Khánh, giáo xứ Đồng Quan. Em Đăng Minh Trần Đăng Khôi, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Nguyễn Quỳnh Như, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Nguyễn Yến Nhi, giáo xứ Đồng Quan. Em Giuse Nguyễn Văn Phong, giáo xứ Đồng Quan. Em Giuse Nguyễn Bảo Nam, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Nguyễn Ngọc Anh Thư, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Nguyễn Thủy Trang, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Như Quỳnh, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Trần Phương Anh, giáo xứ Đồng Quan. Em Vinh Sơn Trần Tuấn Anh, giáo xứ Đồng Quan. Em Giuse Trần Long Nhật, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Nguyễn Cao Kỳ Duyên, giáo xứ Đồng Quan. Em Giuse Nguyễn Tấn Đạt, giáo xứ Đồng Quan. Em Phêrô Nguyễn Anh Kiệt, giáo xứ Đồng Quan. Em Giuse Trần Đức Trung, giáo xứ Đồng Quan. Em Giuse Nguyễn Quang Tịnh, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Nguyễn Hiến Vi, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Trương Vân Như, giáo xứ Đồng Quan. Em Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tịnh, giáo xứ Đồng Quan. Em Maria Nguyễn Thị Hoa, giáo xứ Đồng Quan. Em Paulo Lương Hoàng Bách, giáo họ Kinh Nhuế. Em Teresa Lương Hà Phương, giáo họ Kinh Nhuế. Em Paulo Lương Gia Huy, giáo họ Kinh Nhuế. Em Paulo Lương Hoàng Nguyễn Hoàng Vương, giáo họ Kinh Nhuế. Em Paulo Lương Việt Hoàng, giáo họ Kinh Nhuế. Em Maria Nguyễn Yến Nhi, giáo họ Kinh Nhuế. Em Teresa Phạm Thùy Trang, giáo họ Việt Hưng. Em Vinh Sơn Nguyễn Hoàng Duy, giáo họ Việt Hưng. Em Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Cầu, giáo họ Phùng Thượng. Em Maria Trần Như Quỳnh, giáo họ Kính Danh. Em Maria Nguyễn Thị Thu Trà, giáo họ Kính Danh. Em Phêrô Nguyễn Minh Quân, giáo họ Kính Danh. Em Giuse Trần Duy Thắng, giáo họ Kính Danh. Em Vinh Sơn Nguyễn Thanh Liêm, giáo họ Kính Danh. Em Đa Minh Đặng Văn Chỉnh, giáo họ Kính Danh. Em Vinh Sơn Nguyễn Duy Đức, giáo họ Kính Danh. Em Vinh Sơn Phạm Tuấn Quỳnh, giáo họ Kính Danh. Em Đa Minh Phạm Văn Dũng, giáo họ Kính Danh. Em Giuse Đặng Tân Hiệp, giáo họ Kính Danh. Em Maria Phạm Thanh Huyền, giáo họ Kính Danh. Em Maria Đặng Như Quỳnh, giáo họ Kính Danh. Em Maria Đoàn Minh Hương, giáo họ Kính Danh. Em Maria Đặng Mai Lan, giáo họ Kính Danh. Em Maria Trần Thị Liên, giáo họ Kính Danh. Em Maria Phạm Thị Huyền, giáo họ Kính Danh. Em Maria Nguyễn Thị Minh Anh, giáo họ Kính Danh. Em Maria Nguyễn Hoàng Anh, giáo họ Kính Danh. Em Maria Đặng Hà Nhật Lệ, giáo họ Kính Danh. Em Maria Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo họ Kính Danh. Em Maria Nguyễn Trà My, giáo họ Kính Danh. Em Maria Nguyễn Thị Linh, giáo họ Kính Danh. Em Maria Đoàn Thị Tươi, giáo họ Kính Danh. Xin mời cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để chúc mừng các em ạ.